Cho mình hỏi một xíu, là một người đi ăn bánh canh á thì order bánh canh gì vậy? Một dầm lọc, một dầm gạo không? Dạ. Trẻ được gì không? Mình thì đến bánh canh cô Thủy vừa order hai tô, một dầm lọc và một dầm gạo. Và đố mọi người là dầm lọc và dầm gạo thì là gì đó? Bánh canh ở đây thì chỉ từ 15 đến 20 cành mỗi tô thôi. À, mở cửa từ 5 giờ 30 sáng đến tận 11 giờ trưa cơ. Đông lắm nha. Hồi nãy ăn bánh canh ở bên kia đường xong rồi nhìn qua. Qua mình nhìn mà sẽ thấy cứ khách ra vô liên tục luôn á. Nên là tò mò phải qua ăn thử luôn. Các loại chả topping ăn kèm như là chả cá, cá dầm, thịt viên. Mình làm order một tô dầm, bánh canh, sợ bánh canh lọc. Tới đoạn này thì giải đáp rồi đó, dầm lọc và dầm gạo là bánh canh gì rồi. Các khách quen khi mà đến với bánh canh cô Thủy á, thì đều order như vậy nha. Mình là một đứa khi đi ăn bánh canh thì rất là thích ăn sợ bánh canh bột lọc luôn. Vì em nó dai dai nè, nhai rất là cuốn luôn. Còn mọi người bình thường thầy hay thích ăn sợ bánh canh gì, bột lọc hay là bột gạo? Nhớ comment cho mình biết nha. Địa chỉ bây giờ mở cửa mình để trên video nha.